DODI releases. Đúng là ngõ này rồi, cứ tưởng không tìm được cơ.
Phúc đây. Cháu ơi, nhặt hộp bác lên món đồ với. Cảm ơn cháu nhé, quý hóa quá. Thế cháu đi đâu qua đây đấy? Dạ không có gì bác ạ, cháu đang đi tìm nhà trọ ạ. Vậy hả? Thế cháu tìm nhà nào? Dạ cháu đang tìm nhà số 4 mà mãi không tìm ra bác ạ. Bác có biết nhà số 4 ở đâu không ạ? Sao? Nhà số 4? Cháu có chắc không đấy? Dạ đúng rồi bác ơi, nhưng có chuyện gì hả bác? Cháu ơi, nhà đó có ma ám đấy, cháu phải cẩn thận. Bác nghe nói nhà đó ngày trước có nhiều người chết lắm. Cháu nhớ cẩn thận nhé. Nhà số 4 ở chỗ cánh cửa sắt ngay sau lưng cháu đấy. Mày khúc đây. Anh gì ơi? Em ở trên này này. Em vừa gọi anh à? Có chuyện gì vậy em? Anh tìm nhà số 4 phải không? Em muốn thuê trọ ở nhà đó à? Ừ đúng rồi em. Nhưng có chuyện gì vậy? Chị gái thuê trọ ở nhà đó tháng trước vừa mới đi viện đây anh. Hả? Tại sao vậy em? Em nghe nói chị ấy bị sốc vì chuyện gì đó nặng lắm, đến nỗi phải điều trị lâu dài trong viện tâm thần. Anh cẩn thận đấy nhá. Ừ, cảm ơn em. Anh nhớ rồi. Em đang vẽ gì vậy mẹ? Thank you.
Cho cháu hỏi